Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc trời đất thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường, hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Suy niệm. Bài tin mừng hôm nay qua những lời trên, Đức Giêsu khiển trách những người đồng thời không biết nhận ra những dấu chỉ thời đại, trong khi họ đầy đủ khả năng giải thích những điềm báo khí tượng. Giáo hội hôm nay đặc biệt quan tâm làm sao để biết thực hành lời mời gọi của Đức Giêsu trên đây. Tại Công đồng Vatican II, giáo hội lên tiếng: Giáo hội lúc nào cũng có bổn phận tìm hiểu tường tận những dấu chỉ thời đại và giải thích dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy mới có thể giải đáp một cách thích đáng với từng thế hệ những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai hậu. Do đó, cần phải biết và hiểu thế giới chúng ta đang sống với những đợi chờ, mong ước và cả tính chất thường là bi thảm của nó. Thay vì than phiền nuối tiếc giáo hội hôm qua, thay vì mất thời giờ mơ mộng về giáo hội ngày nay, tốt hơn, theo lời mời gọi của Đức Giêsu, ta hãy nhận biết thời đại ta sống. Những người đồng thời với Đức Giêsu tại Palestina lúc đó đã không có được tính hiện thực nhạy bén trước thời đại đặc biệt mà họ đang sống. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Mục đích của việc duyệt lại đời sống chỉ là nỗ lực nhận biết tác động của Thiên Chúa trong các biến cố trong đời sống của ta để liên kết lại với người. Thời đại mà tôi đang sống là thời gian duy nhất thực sự có tính quyết định đối với tôi. Tự mình xét xem, không một ai khác ngoài tôi có thể thay tôi trước lựa chọn cơ bản. Tôi không thể nương nhờ vào phán đoán của người khác, cho dù phán đoán đó giúp ích cho tôi nhờ quan điểm của họ. Dụ ngôn nhỏ sau đây sẽ lặp lại cho ta sự khẩn thiết phải xác định lập trường. Khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Matthew cũng ghi lại dụ ngôn này nhằm nhấn mạnh đến bổn phận bác ái huynh đệ. Còn Luca đặt dụ ngôn này nằm trong một loạt những lời khuyên của Đức Giêsu về sự khẩn thiết phải hối cải, không nên để đến ngày mai mới xác định lập trường, mới biện phân các dấu chỉ thời đại. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống những biến cố nhỏ mọn nhất cũng như lớn lao nhất trong đời sống chúng con theo mức độ trên, nhận biết, liên kết lại, mặc khải công cuộc của Chúa đang thực hiện. Xin soi sáng cho chúng con biết thánh ý Chúa trong những biến cố xảy ra hằng ngày xung quanh chúng con và trên thế giới.